chào tất cả anh em, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Còn đây là anh Tấn Đạt, cũng đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, gọi là thôn Quyết Tiến, cho bác Chiến Hiền, một ngôi nhà biệt thự 2 tầng mái Thái tại đây. Thì mời các bạn cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi và cái yêu cầu mà gia chủ đặt ra như thế nào nhé. Ở bên trong đây là cái khuôn viên khu đất nhà chú Chiến, cô Hà, tại khu vực xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đấy, đây là thôn Quyết Tiến. Thì bên trong đây là cái khuôn viên mảnh đất nhà chú. Đây rất là rộng và đã lấy gạch về rồi. Còn đây là cái nhà cũ màu xanh ạ. Đấy, thì chú chỉ làm trên cái phần khuôn viên này thôi, nghĩa là từ cái cổng này ra hết vào trong thôi. Đấy, thì bật tường thì bác đây. Đây là cái bật tường thì bác đây. Thì ngõ bên này là ngõ nhà gia chủ mà chú Trinh mà chúng tôi đã từng thiết kế rồi, mới thiết kế đây thôi. Và chú Trinh là em của chú Chiến. Đây ra cho mọi người xem ngõ là chú Trinh. Đấy, đây ngõ là chú Trinh đây. Thì trong cây ổi ra đấy. Rồi ok, em mời mọi người xem. Thì đây là cái khuôn viên đất này. Đây là giáp cái mảnh đất của nhà mình. Đây cấp điện luôn ở đây. Giáp mảnh đất này. Đấy, thì bên trong đây là khu vực ao rất sâu. Đó, và ở đây thì ở dưới đào xuống 1 mét thì đến đá ong thôi. Đấy, thì còn ở đây là cái bên trong khuôn viên của khu đất nhà mình. Đấy, thì khu vực này âm rất sâu. Và gần như cái khuôn đất này là khuôn vuông. Và phần bên trong. Rồi thì mọi người mời mọi người bên này cạnh là nhà 3 tầng. Em mời mọi người cùng xem cái video khảo sát Playcam để hiểu rõ hơn cái khuôn viên hiện trạng khu đất bên trong nhà chú Chiến, tại khu vực xã Trấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ở bên trong nhà cũ. Đây, cái chiều sâu là 12,5 m. Đây chiều rộng đấy, ngang từ cái bức tường này sang bên kia là 12,5 m. Và chiều sâu từ cái mép ô tô vào đến mép này là 15,5 m. Còn từ giáp cái bức tường kia nó hơi chéo, với nhà kia đến với nhà kia được có 14,7 m thôi. Ok. Rồi chúng ta đo lại xem. Đằng kia là được 15 m, đằng này 15,5 m là 15,5 m, đằng này là 15,7 m. Sâu thì đang âm sâu so với sân này 2 m. Rồi, đào xuống tầm 1,5 m là đến đá ong rồi đúng không chú? Đúng, 1,5 m là đến đá ong rồi. 1 m là chỉ đến 1,5 m gọi 1,5 m.